Cái này ăn được lắm các bạn, thử một lần đi nha. Đó, mình trét lên vậy. Chào các bạn trở lại với Sức Khỏe Health Tips. Các bạn hôm nay có khỏe không? Hôm nay mi review hai cái pate này là pate bán ở thị trường mà các bạn mua ở chợ Á Đông hoặc là các chỗ bakery mà bán đồ chay đồ là sẽ có hết nha các bạn. Cái này là loại pate chay mà của Đức. Có nhiều bạn nói với mi là ăn rất là ngon. Hôm nay mi thấy hai loại cho nên mi mua hai loại luôn để mình thử coi cái nào ngon thì mi cho các bạn biết nha. Cái này cái tên của nó là Vitakel, cái này là của Đức nha các bạn. Loại này là loại nấm, còn cái loại này là Vitakel, mà cái loại này là có ướp, có như là rau cần, rau ngò rí rồi nha các bạn. Phần đông là mình thấy những chợ Việt Nam ở khu Việt Nam mình là đều có bán nha các bạn. Khoảng 4-5 đồng một hộp á các bạn. Mi có bánh mì nè, mua của Tân Hoàng Hương. Hôm nay là mi không có quảng cáo cho ai hết nha, nhưng mà tại mình thấy Tân Hoàng Hương làm bánh mì không á, ngon. Rồi với dưa chua nè, dưa leo nè, ngò, ớt, nước tương, muối tiêu. Giờ mình khui hai cái hũ này thử nha. Người ta ghi là pate chay, cái mùi vị của cái này á là ướp, thì mình thử coi cái này là ướp là giống như những cái gia vị mà mình nêm á các bạn. Còn cái loại này là nấm. Rồi để mình cắt thử bánh mì ra nha. Mỗi sáng mình có mấy cái này hết cái mình dồn mình ăn sáng ha các bạn. Mình nghĩ chắc ngon lắm. Nhanh gọn, tiện lợi. Để mình coi cái này bao nhiêu serving. Một muỗng canh là cho một lần ăn đó các bạn. Cái này được 5 lần. Mà nếu mình ăn cái này không thì chắc mình phải mình lấy nhiều một chút. Tại vì mình không có cái gì khác ngoài pate hết trơn. Cho dưa leo nè ha. Ớt nè ha. Ớt này ớt mễ các bạn. Ngon. Rồi, cái ngò rí này mình thích nè. Cái này rau hơi nhiều. Cái này mình phải có chả lụa chay nữa mới ngon. Xong rồi cho chút nước tương ha. Mình thử ăn một cái. Cái này là nấm nha. Wow. Rất là béo luôn nha. Ngon á. Béo lắm. Mà nó cũng có gia vị chút chút cho nên mình ăn thấy cũng ok lắm. Còn cái này là ớt, mình thử cái hiệu này thử. Thử cái gia vị này coi nó làm sao nè. Mời bạn nha. Cái này nó nghe mùi giống như là có ngò rí nè, có rau cần. Nó có cái mùi nó hơi nồng hơn. Còn cái này nè thì nó hơi cái mùi nó nhẹ hơn. Mình nghĩ là cái này nó chỉ có nấm đồ thôi. Nhưng mà cả hai đều đậm đà, dễ ăn. Cái này mà mình trét bánh mì lên, mình quệt nó, mình ăn á các bạn cũng được lắm á, ngon á. Mình thấy cái này dễ ăn đó. Ăn bánh mì chay các bạn ơi. Đầy đủ gia vị hết. Cái loại pate này nó làm cho cái bánh mì nó béo. Mình trét vô đây nè. Mình ăn bánh mì nó không có khô. Ăn được các bạn, ngon. Một cách nữa mình ăn các bạn, mình thấy mình cắt ra bánh mì xéo xéo vậy nè. Mình lấy cái muỗng sạch, mình trét cái pate lên nè. Xíu nước tương hay là rắc tí xíu muối tiêu lên. Nó rất là dễ ăn các bạn. Nếu mà các bạn cho người mà ăn mặn á, mình ăn thử, mình nghĩ cũng thích nữa. Tại vì nó rất là béo á. Hồi lâu rồi mới có chia sẻ với các bạn cái cách làm pate chay rồi. Nhưng mà nếu các bạn nào chưa có biết cách làm mà mình muốn tự làm thì xem lại video đó ha. Còn cái này ai làm sẵn cho mình ăn thì mình thấy nó cũng ngon nữa.
Cái này còn ngon hơn My làm nữa. Dưới video này ở phần mô tả My để cái link cho các bạn xem cái cách đó làm ăn. Cũng giống như là My không dám nói là My làm rất là ngon, nhưng mà nói chung ăn ngon được. Cái này cũng ngon nữa. Thì này tiện lợi cho các bạn nào không có biết nấu nướng hoặc là không có thời gian nấu nướng, mình vẫn ăn được. Mà pate chay á thì My thấy thật ra nha, mình nói xin lỗi nha, pate mặn á, hồi xưa My cũng rất là thích ăn, nhưng mà mình thấy khi mà các bạn biết mà người ta lấy cái gan của con vịt á mà người ta làm ra pate á, mình thấy cũng khủng khiếp lắm. Mình không có muốn nghe lại cái chuyện đó luôn á. Cho nên nếu mà được á, các bạn nên ăn pate chay đi nếu mà các bạn thấy ngon. Cái này ăn được lắm, các bạn thử một lần đi nha. Mình thích ăn có nước tương hơn là muối tiêu. Cái mùi nước tương, cái này My mua nước tương Machi cũng của Đức luôn nè. Ở Costco á các bạn, Costco bán nước tương rẻ. Rồi, ăn miếng pate ướp. Béo, thơm, rất là nhiều. Mình ăn mình chịu cái mùi này á các bạn. Bữa ăn trưa nay của My là xong rồi đó. Ngon. Cái này khi mà mình ăn không hết, My nghĩ là mình bỏ tủ lạnh liền. Cái này cái thành phần của nó My để ở trên màn hình này cho các bạn xem nha. Ngon quá. Mình coi cái thành phần dinh dưỡng của nó đó các bạn, là ở trong đây người ta ghi khi mà mình ăn một muỗng canh thôi ha, là mình được 2 gram đạm. 2 gram đạm là khoảng 1/4 cái trứng đó các bạn. Còn lượng đường là chỉ có là 0.2 gram thôi, rất là ít luôn. Cái này là herbs. Còn cái loại nấm thì cũng giống như vậy luôn á các bạn, cái lượng dinh dưỡng cũng giống như vậy, thì cái lượng đường cũng ít ha. My xin dừng ở đây nha. My cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem video này. My hẹn các bạn ở nhiều video khác của My về trồng cây hay nấu những món chay đơn giản, hay là đi shopping với My nha. Mình coi cái nào ngon hoặc là on sale giảm giá quay cho các bạn xem cho vui. My cảm ơn các bạn rất là nhiều đã luôn ủng hộ My. Hẹn các bạn ở nhiều video khác của My ha. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.